Phim điện ảnh Hoa Mộc Lan dự kiến phát hành tại Trung Quốc vào ngày 11 tháng 9 tới. Tuy nhiên, những phát ngôn đụng chạm đến vấn đề chính trị nhạy cảm của Lưu Diệc Phi đã khiến tác phẩm này một lần nữa bị tẩy chay tại nhiều nơi. Mulan, Hoa Mộc Lan do Lưu Diệc Phi đóng chính, vốn được xem là một trong những dự án trọng điểm của Disney trong năm 2020 và được lên lịch ra rạp từ đầu năm nay. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tác phẩm 5 lần 7 lượt bị hoãn chiếu trước khi nhà chuột quyết định phát hành trên nền tảng trực tuyến Disney Plus từ hôm 4 tháng 9. Đối với những quốc gia không có Disney Plus hoặc đã mở cửa rạp chiếu, chẳng hạn như Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, phim vẫn được phát hành ngoài rạp. Ở đất nước tỷ dân, bom tấn này dự kiến đổ bộ màn ảnh rộng vào ngày 11 tháng 9. Trước khi tác phẩm của đạo diễn Nicky Caro gia nhập đường đua phòng vé, phim đã bị kêu gọi tẩy chay liên quan đến lập trường chính trị của nữ chính Lưu Diệc Phi. Hồi năm 2019, khi làn sóng biểu tình tại Hồng Kông đang bùng lên dữ dội, Lưu Diệc Phi đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân với nội dung ủng hộ cảnh sát Hồng Kông, lực lượng bị cáo buộc sử dụng vũ lực quá mức đối với người biểu tình. Không chỉ công khai đứng về phía cảnh sát Hồng Kông, mỹ nhân phim Thần Điêu Đại Hiệp còn bày tỏ thật xấu hổ cho Hồng Kông, khiến nhiều người biểu tình phẫn nộ và kêu gọi tẩy chay tác phẩm Hollywood đầu tiên do người đẹp quê Vũ Hán đóng chính. Nhiều người cho rằng Hoa Mộc Lan là người phụ nữ kiên cường, dám đứng lên về chính nghĩa, bảo vệ quyền lợi của người dân, của xứ sở, trong khi diễn viên Lưu Diệc Phi cho thấy một tư cách không xứng đáng để vào vai nhân vật này. Tại Hồng Kông, Lưu Diệc Phi cùng phim mới của cô trở thành đối tượng bị các phong trào ủng hộ dân chủ tẩy chay. Điều tương tự cũng diễn ra tại Đài Loan. Những người tẩy chay cho rằng tuyên bố của Lưu Diệc Phi trước đây chưa từng bị lãng quên và cô phải gánh chịu hậu quả từ chính phát ngôn của mình. Mặc dù hiện tại phía Disney đang chọn cách im lặng, nhưng hãng phim này có lẽ cảm thấy khó xử khi nữ chính của Mulan lại đưa ra quan điểm chính trị trong bối cảnh tác phẩm của cô sắp trình làng. Nếu hãng phim ủng hộ quan điểm của Lưu Diệc Phi, Hoa Mộc Lan sẽ bị người Hồng Kông tẩy chay. Thế nhưng, khi Disney đưa ra quan điểm ủng hộ người biểu tình ở xứ Cảng Thơm thì đồng nghĩa với việc gã khổng lồ này sẽ mất đi một thị trường khủng như Trung Quốc đại lục. Trước đó, việc Avengers Endgame trở thành bom tấn có doanh thu cao nhất mọi thời đại với 2,8 tỷ đô la Mỹ cũng nhờ vào thị trường Trung Quốc khi phòng vé nước này đóng góp tới 22% vào con số nói trên. Tại Việt Nam, từ cuối năm 2019, Hoa Mộc Lan đã nhận làn sóng tẩy chay từ giới nghệ sĩ cũng như đông đảo khán giả. Vì trong quá khứ, Lưu Diệc Phi từng có động thái ủng hộ đường lưỡi bò.